Đi chưa ra? Thầy. Tạ, hôm nay chúng ta sẽ học luôn nhé. Tạ, bởi vì là em về cũng hơi muộn một chút đúng không? Đấy. À, như vậy là gì? À, chúng ta đã học xong cách 3 rồi, cách 4 rồi, cách 5, cách 6 rồi. Đấy. À, hôm nay chúng ta sẽ học cách 2. À, trên thực tế thì đây cái việc chúng ta làm quen với lại các cách như thế này nó có một cái ý nghĩa là gì? Nó làm cho em là có thể dễ nhận biết những cái hiện tượng ngữ pháp khi mà chúng ta nói và rồi dần dần đấy em chưa thể là nói ngay đúng được đâu. Rồi dần dần là sau khi mà đã có thói quen rồi thì dần dần lúc đó là em sẽ bắt đầu là có thể là điều chỉnh được cái lời nó đúng trong cách sử dụng cách ở trong tiếng Nga đấy em hiểu chưa? Đấy. Như vậy thì trước hết là chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái danh từ. Chúng ta sẽ xem danh từ trong cách 2 như thế nào đấy. Phần 1 chúng ta đấy là danh từ trong cách 2. Em vẫn chưa thấy mặt Tạc, em chưa nhìn thấy màn hình đúng không? Đấy. Tạc. Mình bấm để chia sẻ rồi nhưng mà mình chưa bấm. Tạc, tức là đã chuẩn bị chia sẻ rồi. Tạc, em nhìn thấy rồi đấy, đấy. Tạc. Nhìn thấy rồi đúng không? Đấy. Danh từ Nhìn thấy trong rồi. cách 2. Danh từ trong cách 2 thì thực chất ra thì cách 2 nó rất giống cách 4 đấy. Nó rất giống cách 4. Cho nên là nếu mà đã biết một chút về cách 4 rồi thì cách 2 rất là dễ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có cái danh từ đầu tiên ở trong cách 2. Chúng ta sẽ có từ brat đấy. Brat. Ta brat. Brat. Đó, đây là ở đây là cách 1 brat đấy. Khi sang cách 2 thì là gì? Brat ta đấy, brat ta. Brat ta. Đó thì bây giờ mình có thể đặt một cái ví dụ với nó đấy. Trong cách 2 thì là thông thường là người ta sử dụng với giới từ u. U. U brat ta đấy. U brat ta. Yes. Svoj dom đấy. Em trai có ngôi nhà của mình đấy. Em trai có ngôi nhà của mình. Thì em thấy nha, đây là cấu trúc cách 2 này đấy. Sau u này thì nó là ở cách 2. U brat ta đấy. Em thường hay nói là u mi nhà đúng không? Có phải không? U mi nhà đấy. U mi nhà yes. Novy ta và đấy. Em có mặt hàng mới đấy. Thì cái câu mi nhà này, cái từ mi nhà này nó cũng chính là cách 2. Nhưng chỉ có điều là cái mi nhà này nó là đại từ đấy. Thế còn brat ta thì ở đây nó là danh từ. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là gì nào? Nếu mà danh từ bình thường brat khi sang cách 2 thì người ta sẽ thêm đuôi a vào đấy. Thêm đuôi a vào. Brat ta. Đó. Thế chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ. Chúng ta có từ druk. Được. Druk. Khi sang cách 2 nó thành gì nào? Đúng rồi. Dru ga đấy. Dru ga. Dru ga đấy. Thế và chúng ta sẽ đặt một cái ví dụ. U druk đấy. Thế nếu mà sau u thì thành gì? U dru ga đấy. Udruga, Udruga, yes, dieci đấy. Người bạn thì có, cái người bạn của tôi có trẻ con đấy. Udruga, yes, dieci đấy. Đó. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy là druk thì thành là gì? Druga đấy. Druga. Tạ. Đúng chưa? Tạ, хорошо. Tiếp theo nào. Tiếp theo chúng ta sẽ có một danh từ. Preparava chuyển thì chúng ta lấy cái từ uchi chuyển như dễ đấy. Uchi chuyển. Uchi chuyển. Thế và khi sang cách 2 thế thành là gì? Uchi chuyển lẻ đấy. Uchi chuyển lẻ. Uchi chuyển lẻ. Đó. Thế tại sao lại là lẻ chứ không phải là la? Bởi vì sao? Đây là vốn dĩ của nó là có dấu mềm đấy. Đó là một phụ âm có dấu mềm. Cho nên khi sang cách 2 thì nó thêm thêm nhưng mà do là nó có dấu mềm cho nên nó bị biến thành lẻ đấy, biến thành lẻ. Đó. U chỉ trên lẻ, u chỉ trên lẻ. Bây giờ này thầy giáo có quyển sách hay chẳng hạn đấy. U chỉ trên lẻ. Yes. Хорошая книга đấy. Thầy giáo có một quyển sách hay. Хорошая книга. U chỉ trên lè thì đây là cấu trúc cách 2 đấy. Chúng ta lấy luôn cả u này, nó thành cấu trúc cách 2.
À đó. Thế vậy thì cái cấu trúc cái hai này thông thường ý, người ta nói luôn, người ta học thuộc luôn đấy. À, ubrata, uchichinla đấy, uminya đấy, udruga đấy, udruga đó. Người ta cứ học thuộc luôn, nói thì đến khi người ta nói là người ta nói được luôn, người không phải suy nghĩ gì cả đấy. Đó. À, thế vậy giờ vừa rồi chúng ta đã xem hai dạng danh từ, danh từ chỉ người kết thúc bằng phụ âm và danh từ kết thúc bằng một dấu mềm đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem danh từ chỉ bất động vật. À, chúng ta có từ stone. Stone. À, stone là cái gì? À, cái bản đấy. À, bây giờ nói sang cách 2, stone sẽ thành là gì? Star là thêm A mà đấy. À, cách 2 đây chúng ta nhìn thấy nó thêm A đấy. À, stone, star là đấy. Star là stone, star là đúng không? Stella. Stone, star là đấy. Stone, star là. Tạc, star là. Em nói sao nào? Stella. Star là, đấy, star là Dạ. đấy, star là. Đó. Thế bây giờ nói cái bàn có 4 cái chân. À, em có thể nói cái bàn có 4 chân được không? Cái tên em chẳng biết. Đà, u, Tên em star, U là star đấy. là À, Dịt. chê, tứ, rê, nô, kì. Đấy. Usta là chê, tứ, rê, nô, kì. Nô, kì. Nô, kì. Đấy. Nô, ska là cái chân đấy. À, u, sta là chê, tứ, rê, nô, kì. Đó. Trong trường hợp như thế này chúng ta có cấu trúc cái hai. U, sta là. Đấy. U, sta là chê, tứ, rê, nô, kì. U, sta là chê, tứ, rê, nô, kì. Đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái từ mu dê. Mu dê. Đấy. Mu dê. Mu dê là gì? Là viện bảo tàng đấy. À, mu dê viện bảo tàng khi sang cách 2 sẽ là gì? Mu mu dê dạ. Mu dê thì mu dê dạ đấy. Mu dê, mu dê dạ. Đó. À đấy. À đây chúng ta nhìn thấy mu dê dạ. À thế vậy thì cách 2 lại tương tự đấy. À, hoặc là đuôi A hoặc là đuôi dạ đấy. Đuôi A hoặc là đuôi dạ. Đó. À, thế bây giờ chúng ta sẽ nói là ở trong viện bảo tàng có một cái có một cái gọi là cái bộ sưu tập rất lớn đấy. À, cái câu này thì em sẽ không nói được. À, mình sẽ nói cho đấy. U mu dê dạ gì đấy. À, ba sai dạ ca liếc xẻ đấy. Ca liếc xẻ. À, collection, Galicia. collection, collection. À, Galicia. u musea. À, thì cái tập hợp quan trọng đối với chúng ta đây là gì nào? U musea đấy, u Museia. musea, u musea. Đó là tập hợp cách hai đấy. Đó, Museia. Dạ. u musea. À, đó, đó là tập hợp cách hai. À, đó. Như vậy thì em thấy đây là gì nào? Là chúng ta cứ lần lượt là lấy những ví dụ với lại danh từ đấy. Hiện nay đang lấy ví dụ với danh từ giống đực đấy, danh từ giống đực. Chúng ta đã lấy ví dụ với danh từ giống đực mà kết thúc bằng đuôi y y ngắn đấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ danh từ giống đực mà chỉ bất động vật nhưng mà nó lại có một cái đuôi là gì? À, đuôi bằng dấu mềm đấy. À, đó chúng ta có từ part phiền, part phiền đấy, part phiền. À, part phiền. Đó, part phiền là cái cặp. À, khi sang cách hai sẽ thành là part phi lẻ, bắt phi lẻ đấy. À, bây giờ ta sẽ lấy ví dụ. À, cái cặp này ra rất tốt, cái cặp này ra rất tốt. U par par phi lẻ, bắt phi lẻ. Kha rô saya cô giờ đấy, хорошая кожа. U par phi lẻ, хорошая кожа. Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là gì nào? À, chúng ta nhìn thấy đây là gì? Đây là đây là cách hai đấy, upartilya, upartilya đấy. Đó. Vậy thì khi học thì chúng ta cứ học thuộc nó thôi đấy. Học thuộc nó là xong. Udruga, uchichinla, ustala đấy, umuzeya, upartilya đấy. Đó. À, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ lấy ví dụ vừa rồi danh từ giống được rồi, xong rồi đấy. À, đó. Thế chúng ta sẽ lấy ví dụ với danh từ giống chung. Danh từ giống chung của chúng ta có từ zircal. Zircal là
một cái gương đấy, gương. Khi sang cách 2, O sẽ biến thành A. Zirka là Zirka là đấy, thành Zirka là đó. Thế vào đây chúng ta nhìn thấy đây là A Zirka là đó, Zirka là tạc Zirka là thành Zirka là tạc. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ à, đấy lấy ví dụ à, tạc à. À bây giờ nói ví dụ à, với cái với cách 2 thì chúng ta sẽ lấy một cái khái niệm mới à, khái niệm mới là sau nhét thì phải cộng với cách 2 đấy, cộng danh từ cách 2 à, cách 2 à, cách 2 đấy, sau nhét à, đó. Cho nên là nói như thế để cho chúng ta lấy dễ lấy ví dụ à, chúng ta nói trong cái phòng này không có gương. Vâng, ế tới còm na chế vê tới còm na chế nhét zirka là đấy à, nhét zirka là. Thì vậy thầy đây nó là cái cụm từ cách 2 đấy, đây chính là cụm từ cách 2 mà chúng ta muốn nói. Vê tới còm na chế nhét zirka là à, em hiểu chưa à, đúng chưa nào đó, zirka là đấy à. Tiếp theo bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ khác, đó là từ z đá nhiê. Z đá nhiê là một ngôi nhà, z đá nhiê à, kết thúc bằng đuôi y ye. Khi mà sang số 2 à, sang cách 2 thì nó sẽ thành là z đá nhiê, z đá nhiê đấy, z đá nhiê đó, z đá nhiê. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chúng ta sẽ làm gì nào, chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ là cái nhà này có à, có cửa rất đẹp đấy. U zdanie. Zdanie. U zdanie. À. Krasivaya dvir đấy. U zdanie krasivaya dvir đấy. Thì vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là cấu trúc cách 2. U zdanie đấy. U zdanie. À vot. Đó. Vậy thì đây. À thế còn đây là cấu trúc cũng là một cái ví dụ. Và cái cấu trúc cách 2 của nó đây, нет зеркала đấy. Нет зеркала. У здания красивая дверь. Như vậy thì đó là cái ví dụ với lại danh từ giống chung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ với danh từ giống cái đấy, giống cái. À, với danh từ giống cái thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ сестра đấy. À, danh từ сестра. Сестра đấy. Сестра. À, сестра. Khi sang cách 2 sẽ thành là сестры. Sistra, sistri, sistra, sistri, đấy, sistri. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy cái ví dụ với nó này. À, là gì nào? U sistri, đấy. Delinaya, à, delinaya, à, casa, casa, đấy. À, cái từ casa là gì? Casa có nghĩa là một cái bím tóc. Đấy. Casa là cái bím tóc. Delinaya là dài, đấy. Bím tóc dài, đấy. Thế và đây là cấu trúc cách 2, u sistri, đấy. U sistri. Tạc. U sistri. Tạc. À tiếp theo nào. U sistri. Tiếp theo chúng ta có thể lấy một cái ví dụ là chua chả. Chua chả. Chua chả. Khi sang cách 2 sẽ thành là gì? Chua chỉ. Chua chỉ. Đấy. Chua chả. Khi sang cách 2 thì chua chỉ. Đấy. À đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy cái cách thứ nhất là gì? À cái cách biến đổi thứ nhất là gì nào? A thì thành ư. A đấy. Thành ư. A thành ư. À, ya thì sẽ thành là i. Y. Ya sẽ thành là i đấy. À đó. À chưa chà. À bây giờ chúng ta lấy ví dụ cho nó. U chưa chi đấy. U chưa chi. Красивое имя. À имя là tên đấy. Имя là cái tên. À bà cô có cái tên rất đẹp đấy. U chưa chi красивое имя. U chưa chi красивое имя. Đấy. Ô chưa chi красивое имя, đúng không? Đấy. Đó. À thế thì vậy thì ở đây là chúng ta thấy là gì? À chúng ta thấy đó là à, cái cấu trúc cách 2 với cái từ chưa cha nó như thế này, đấy. Ya thì thành là i. Так. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ khác với cái một cái tên là tên một cô gái tên là à, à Maria. Đấy. Maria. À khi chuyển sang cách 2 thành là gì? Marie, đấy. Marie, đấy. À đó. U Marie. Bạn sáng
Xem mẹ à gia đình, ở gia đình cô Maria đấy à, có một gia đình rất lớn, cô Maria có một gia đình rất lớn đấy à, thì đây là cấu trúc cách hai U Mari đấy, U Mari đó à. Thế vậy thì em thấy là gì à, đó là cái cách biến đổi của danh từ ở giống cái đấy. Bây giờ danh từ giống cái còn có một dạng nữa à, đó là dạng chitrat đấy, chitrat à, chitrat à, đó là một dạng giống mềm đấy. Cái dạng giống mềm thì nó sẽ chuyển thành y chitrat gì đấy, chitrat gì đấy đó. Thế là chúng ta sẽ nói là đây là chitrat gì đấy đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói là quyển vở này có một cái vỏ, có một cái bìa rất đẹp đấy. U chitrat gì Krasivaya Abloska, Abloska đấy, Abloska à. Uchitrat gì Krasivaya Abloska, Abloska là gì? Là cái bìa quyển vở đấy. Abloska là cái bìa quyển vở. Uchitrat gì Krasivaya Abloska. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cái cấu trúc Uchitrat gì đấy. Uchitrat gì là à, đó là à, cái danh từ giống cái với kết thúc bằng đuôi dấu mềm đấy đó. Thế chúng ta sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa à, danh từ giống cái mà kết thúc bằng đuôi ia, giống như cái trường hợp cô Maria đấy à, chúng ta có từ photographia đấy, photographia khi sang cách hai sẽ thành gì ra, photographia đấy, photographia đó à đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói là à, trong căn phòng này không có ảnh. Vâng. Etei Tôi kom không là tiền na chie đấy. Vê tê kom na chie nhét 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 photographie đấy. Photographie đó. Thì vậy thì trong trường hợp như thế thì chúng ta dùng nhét ở đây thì nó chính là à, nó chính là cái danh từ ở cách hai đấy. Đó. Nó vô tạc. Thế như vậy vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem là những cái danh từ nó ở cách hai như thế nào đấy, danh từ cách hai như thế nào tạc à. Thế thì vừa rồi chúng ta mới xem đó là những cái danh từ đó mới là gì thôi, nó mới chỉ là danh từ số ít đấy, mới chỉ là danh từ số ít đó. Thế bây giờ chúng ta phải cùng nhau xem danh từ số nhiều của nó sẽ như thế nào đó. À, cách hai là cách khá phức tạp về cái đuôi từ đấy. Đó cho nên là à, mình để nó học ở cuối cùng đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ xem là danh từ cách hai số nhiều đấy, danh từ cách hai số nhiều à, danh từ cách hai số nhiều thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lần lượt à, chúng ta sẽ có từ stone đấy à, stone khi sang số nhiều thì nó thành là star lười đấy, star lười à đấy. Thế và khi sang cách hai số nhiều đấy, cách hai số nhiều nó sẽ thành là star lộ đấy, stone star lưới star lộ đó à, star lộ đấy à, đuôi ốp đấy, đuôi ốp đó à. Bây giờ chúng ta sẽ có từ mu dê à, mu dê khi sang cách hai à, khi sang số nhiều thì sẽ thành là mu dê y đấy, mu dê y à, là số nhiều. Thế và khi sang cách hai số nhiều thì nó thành là mu dây yệp đấy, mu dây yệp à, đấy stone star lười star lộp, mu dây yệp đấy, mu dây yệp à, đấy à. Tiếp theo tiếp theo à, chúng ta sẽ có là gì nào à, danh từ brat brat. Tại sao chúng ta xem danh từ này, bởi vì khi sang cách hai sang số nhiều thì nó hơi đặc biệt đấy, thành brat gì nào nhiều anh em, bratia đấy, bratia. Thế và à, khi sang cách hai số nhiều thành brat chia đấy, bratia 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 đó à. Tiếp theo chúng ta sẽ xem à, sơn à, cái sang số nhiều là gì, sơn na via, sơn na via đấy à. Thế và khi sang cách hai số nhiều sẽ thành là sơn na vi đấy, suna vi Gì? suna vi à, đó anh thấy nó khác chưa à, suna vi Dạ. suna vi suna vi đấy, suna Dạ. vi đó
Bây giờ chúng ta sẽ có từ vrach. 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 À, vrach sang số nhiều là gì nào? Vra. Vrachi. Vrachi. Đấy. Vrachi là số nhiều. À, thế và cách hai số nhiều thành là gì? Vrache. Đấy. Thành vrache. Vrache. Tak, vrache. Đó. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem. À, một danh từ nữa chúng ta cứ danh từ druk. D. Druk. G. À, từ này nó cũng biến đổi sang số nhiều đặc biệt đấy. À, druk. Druzia. Số nhiều Druzia đấy. Druzia, mấy Druzia, những người bạn của tôi mấy Druzia đấy. Thế và khi sang cách hai số nhiều thành d ru z. Đấy, Druzia. À, đó. À, Druzia. Tá, хорошо. À, tiếp theo nè. Chúng ta sẽ xem danh từ Slavar. Slavar. Đấy. Sang số nhiều sẽ là gì? Slavari. Ri. À, bởi vì sao? Em nhìn thấy đây nó là gì nào? Nó là cái dấu mềm đấy. Cho nên là do nó mềm cho nên đây nó thành là i. Nếu mà nó cứng thì nó thành là ư rồi. Đấy. Slavari. Đấy. Slavari. Và khi sang cách hai số nhiều sẽ là Slavari. Đấy. Slavari. Đấy. Slavari. Slavari. Tak. À, tak. À, хорошо. À, tiếp theo nè. Slavari. Đó. À, qua phần vừa rồi đó là những cái danh từ số nhiều ở giống đực. Đấy. Thế chúng ta sẽ cùng nhau xem danh từ số nhiều ở giống chung nó sẽ như thế nào. À, đó. Đó. Tak. À, em thấy rằng là gì nào? Cái danh từ ở cách 2 nó có cái đuôi là khá phức tạp so với những cái cách khác đấy. À, có đuôi ốp này, đuôi yếp này, đấy. Ốp, yếp và đuôi dề, đấy. Đuôi dề. Đó là ba dạng đuôi. Ốp, yếp và đuôi dề. À. Сыновей, врачей, đấy. Врачей, друзей, словарей, đấy. Đó, em thấy chưa? À, đó là ba dạng đuôi của danh từ giống đực. Thế chúng ta sẽ cùng nhau xem giống chung. Giống chung chúng ta lấy từ phổ thông đó là từ akno. À, akno. Khi sang số nhiều sẽ thành là okna. Đấy. Okna. À, và khi sang cách 2 thì về nguyên tắc ở đây này. O này sẽ mất đi. O này sẽ bị mất đi. Đó. Thế và nó sẽ thành là okna. Đấy. À, okna. Nó mất đi mà. Nó mất cái chữ O đi mà. À, đúng không? À, đây nó có O nhưng mất O thì là okn đấy. Thế nhưng vấn đề ở chỗ nếu để okn thì nó khó đọc, cho nên người ta sẽ để thêm O vào đây. À, thành okn đấy. Okn. À, giọng âm nó rơi vào đây đấy. À, giọng âm đây là okn. Đó, đọc là okn. Đấy. Đó. Ta хорошо. Окно sẽ thành okn đấy. Окно thành okn. Nhưng ta có từ pismo. 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 À, khi sang số nhiều thành là pisma đấy. Pisma đấy. Thế và khi đây là gì? Về nguyên tắc thì cái O này lại mất đi đấy. Nó lại mất đi. Thấy chưa? Nó mất đi. Thế cho nên ở đây thì nó thành là pisma. Pisma đấy. Vậy thì do cái từ pisma nó khó đọc, cho nên ở đây nó thêm chữ e vào đây dễ đọc. Pisem. Đấy. Pisem. Pisem. Thành pisem. Thấy chưa? Đây. Đó. Pisem. Pisem. Đó. À, bây giờ dạng thứ ba nào. Dạng thứ ba chúng ta có từ mổ rỉ. À, mổ rỉ. À, khi sang số nhiều sẽ là Maria. Đấy. Maria. Và sang cách hai số nhiều thành ma rỉ. Đấy. Mổ rỉ. Maria. Maria. Đấy. Mổ rỉ. Maria. Maria. À, em nhớ. Mổ rỉ. Maria. Maria. Đó. À, bây giờ chúng ta sẽ có danh từ giống chung. Gia z à zdanie, zdanie là ngôi nhà. Zdanie. Nhiều ngôi nhà thế thành zdania đấy. À, zdania. Thế và khi sang cách hai số nhiều nó sẽ thành là zdanie. Zdanie. I. Zdanie i đấy. À em nhá. Zdanie i đấy. Đó. Thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem là một số cái danh từ giống chung rồi. Đấy. Danh từ giống chung như vậy là nó có ba dạng đuôi đúng không? Đấy. Dạng đuôi thứ nhất là dạng đuôi ye, tương giống như trong trong giống đực đấy.
Dạng đuôi thứ hai là dạng ii đấy, ii đấy. Và dạng đuôi thứ ba đó là gì? Đó là không có, nó mất mất cái chữ o đi đấy. Nếu mà danh từ kết thúc bằng o thì nó mất chữ o đi. Chỉ có điều là lúc đó thì nó sẽ thêm một vài cái phụ cái nguyên âm vào để cho nó dễ đọc. Đây. Ví dụ nguyên âm o, nguyên âm e đấy, nguyên âm e, nguyên âm o, nguyên âm e đó, đại khái là như vậy đấy. Đó, thế vậy thì đó là những cái danh từ giống chung. Đó, thế chúng ta sẽ cùng nhau xem danh từ giống cái. Giống cái thì như thế nào đấy. Danh từ giống cái thì nó sẽ biến đổi ra sao? Tá. Tá. Bây giờ chúng ta sẽ có danh từ com là tá. Com là ta là từ khá phổ biến đấy, com là tá. Khi sang số nhiều, nhiều căn phòng, com là từ. Đấy. Và khi sang cách 2 sẽ là có nạt. Bởi vì sao? Nguyên tắc là có chữ A này, sẽ mất chữ A đi. Đấy, đọc thành com nạt đấy, com nạt. Đó. Com nạt. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái từ thứ hai. Biblioteca. Biblioteca là một cái nhà thư viện. Hay nhiều cái nhà thư viện sẽ là biblioteca. Biblioteca đấy. Biblioteca. Và khi bây giờ sang cách 2 thì nguyên tắc của nó là gì? Nó sẽ bỏ cái đuôi a đi đấy. Ở đây chúng ta nhìn thấy biblioteca bỏ a đi thành biblioteca. Biblioteca đấy. Biblioteca. Đó thì lúc đó nó là cách 2 đấy. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ với từ sumka. 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 Nhiều cái túi. Một cái túi là sum cả, nhiều cái túi là gì? Sum kỳ đấy. Nhiều cái túi là sum kỳ. Thế và ở cách 2 sẽ là gì nào? Sum. Nó mất a đi thành sum đấy. Sum. Thế nhưng mà do sum cả nó khó đọc cho nên người ta để thêm chữ o ở đây cho dễ đọc. Sum mặc. Sum mặc. Sum mặc. Tương tự như vậy chúng ta có từ student cả. Student ca là gì? Một cô sinh viên, đúng không? Thế bây giờ nhiều cô sinh viên thì sao? A sẽ chuyển thành y, student kỳ đấy. Đó. Thế và sang cách hai số nhiều thì về nguyên tắc cách hai số nhiều nếu mà danh từ có a nó sẽ mất a đi đấy. Student. Nếu mà có tờ cờ liền nhau này nó khó đọc cho nên nó thêm o ở đây dễ đọc. Student đấy. Student. Student. Em nhớ. Student. Tak. Tiếp theo nè, chúng ta xem ví dụ, chúng ta sẽ có từ ruchka. 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 Đây là số ít, số nhiều sẽ là gì? Ruchki. Đấy, ruchki. Đấy. Ruchka, ruchki. Đấy, ruchki. Thế và khi sang cách 2 thì chúng ta biết rằng theo lý thuyết danh từ có a sẽ mất a thì nó thành là ruchk. Đấy, ruchk. Nhưng mà do chữ cờ nó khó đọc cho nên nó thành thêm e vào đây cho dễ đọc đấy. Ruchek đấy. Ruchek. 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 Mnogo ruchek đấy. Mnogo ruchek đấy. Đó. Tiếp theo nào. Chúng ta sẽ có từ chitrat. Chitrat. Đó là một danh từ kết thúc bằng một phụ âm đấy. Kết thúc một phụ âm. Vậy thì khi sang số nhiều nó sẽ thành là gì? Khi sang số nhiều nó sẽ thêm y vào đấy. Chitrat gì đấy. Và khi sang cách hai số nhiều đấy thì nó sẽ thành là gì? Chitrat gì đấy. Chitrat gì đuôi gì đấy, đuôi gì đó. Thế và bây giờ chúng ta sẽ có danh từ cuối cùng là danh từ có y và ia đấy. Chúng ta có từ auditoria. Auditoria đấy. Danh từ auditoria là một danh từ giống cái có đuôi ia. Khi sang số nhiều sẽ thành là auditorii đấy, auditorii đấy. Thế và khi sang cách hai số nhiều nó sẽ thành là auditorii đấy, auditorii. Đó. Như vậy thì em thấy là gì nào? Danh từ giống cái ở cách hai số nhiều nó có mấy dạng đuôi? Dạng đuôi thứ nhất là nó mất a đấy. Dạng đuôi thứ hai có đuôi ie đấy, đuôi ie đó. Thế và dạng đuôi thứ ba là dạng có đuôi ii. Ii. Đuôi y thì nó rất giống, em thấy nó giống cái gì nào? Nó rất giống giống chung đấy, giống chung đấy, gọi đuôi y này đấy, đúng không? Đấy. Đúng chưa nào? Như vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem
À, chúng ta cùng nhau xem những cái danh từ ở cách 2. Danh từ ở cách 2 thì chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Sử dụng danh từ cách 2 như thế nào? Trước hết là đây chúng ta sẽ ghi là sử dụng đấy danh từ ở cách 2 đấy nha. Đó, ví dụ như vậy đấy. Chúng ta lấy một vài ví dụ thôi đấy, vài ví dụ. Thứ nhất là nó đi với giới từ u đấy, đi với giới từ u, đi với giới từ u tạ, đi với giới từ u đấy, giới từ u. Thế vậy thì chúng ta biết cấu trúc là gì nào? Umi nhà đấy, ubrata đấy, ubrata, u sistrui đấy, đó. Rồi là gì? Uvracha đấy, đó. Thế rồi gì nữa? Đó là những cái danh từ ở số ít đúng không? Thế chúng ta lấy danh từ ở số nhiều, u student tập đấy, ở trong các sinh viên. Uvracha là ở ông bác sĩ. Usistri là ở cô em gái, cô em gái có cái gì đó đấy. Ubrata là cậu em trai có cái gì đó đấy. Ustudien tập ở các cậu sinh viên thì hôm nay nó có cái gì? Hôm nay các cậu ấy có một kỳ thi chẳng hạn đấy. Ustudien tập sivut nha, sivut nha, examen chẳng hạn đấy. Examen thì là gì? Các cậu sinh viên hôm nay có một kỳ thi đấy. Đó. Ustudien tập his examen. Tạ. Thế vì đó là một vài cái ví dụ đấy. Chúng ta có thể lấy ví dụ bây giờ, ví dụ như là auditory chẳng hạn đấy, auditory đấy. Ở trong các phòng học, chúng ta sẽ nói auditory đấy. Ở trong các phòng học có bàn ghế mới đấy, novye stoly đấy. Có các bàn ghế mới. Ở trong các phòng học có các bàn ghế mới đấy. Auditory is novye stoly đấy. Đó, auditory is novice study. Ví dụ vậy đấy. Đó. Thế ý nghĩa thứ nhất là gì? Khi nó đi với giới từ u đấy. Đó. Thế bây giờ em nói cho thầy câu là ông bố có cái xe ô tô mới. Ông bố có cái xe ô tô mới. U ma U pa a pui u đấy. ba U pa pui đấy. u ba Novaya ma pui mô shun na đấy. Đúng không? Mẹ có cái áo dài mới. U mà mười, ba u mà mười đấy. Nô với ye p lát chia đấy. Đúng không đấy? Đó. Bây giờ em nói là vợ tôi có bím tóc dài, vợ tôi có bím tóc dài. U gen người đấy, u Ujenui gen người á. Delin Ujenui naya Linia ca sa đấy, u gen người delin naya ca sa đấy. Ujenui, Linae Kasa. Đúng không? Linae Kasa là gì đây? Chúng ta xem Linae Kasa đấy. Chúng ta xem. Thế nào là Linae Kasa? Đấy. Linae Kasa. Đó. Linae Kasa. Đó. Đấy chưa? Đây là Linae Kasa. Đấy. Nè. Đó. Cô gái này hả? Cô gái này hả? Đấy. Đó. Linae Kasa. Cô gái này hả? Đó. Linae Kasa. Đó. Chúng ta sẽ lấy cái hình ảnh này chẳng hạn. Đã, nó sẽ để vào đây đấy, trông cho nó đẹp mắt đó. Ở cái từ Linai Casa đấy, đó, cái từ Linai Casa, Delinaya Casa, Delinaya Casa đấy, vote, đã, nó sẽ viết ở đây đấy, Delinaya Casa, đã, cái gì nào, đã, Linaya Casa, vote tác, Delinaya Casa. Đó. Thì lần sau thì chúng ta sẽ nhớ đấy, chúng ta chỉ cần nhớ để nó vào đây đọc nó vài lần, để Linaya Casa, để Linaya Casa. Thế từ sau trên này trở đi cứ nhìn thấy cô gái nào có cái bím tóc dài chúng ta sẽ nói là U Dievuski, để Linaya Casa đấy. Đó, cô gái có bím tóc dài. Đạt. Sau sau u là mình không phải dùng cái gì cái từ sở hữu này, giống như là u renư chứ không phải là u môi renư thôi. Đúng rồi, u sẽ người. Bởi vì sao? Chúng ta đã học cái đại từ sở hữu ở cách hai đâu. Đấy. Hôm nay chúng ta mới học gì?
Hôm nay chúng ta mới học danh từ cách hai thôi, đúng không? Đấy. Đó. Có phải không? Đó. À đó. Thế nếu Đó. mà chúng ta chưa học thì chúng ta nói nó sẽ bị sai. Đó. À đúng không? Đó. Mà u từ u nó có ý nghĩa gì, ví dụ như mình U lẽ là ở không ai không đó, U là ở ai đó. Đấy, U à Zen 10 là ở là vợ tôi, à U Ma 10 là ở à mẹ là tôi, có cái áo dài mới. Đấy. nghe từ u cái là ở ai đó, Ở từ u ai cái là ở đó, ai đó U Mi nhà là tôi có. Đấy. À đấy. Mình là cái hay dùng cái cấu trúc tôi có cái gì đó thì trong tiếng Nga nó là U Ca Vồ. Yes, tục đấy. À em hiểu chưa? Đấy. Trong tiếng Việt mình phải dịch là tôi có hoặc là vợ tôi có, mẹ tôi có. Đấy. Đó, thế mình muốn dịch cái cấu trúc là vợ tôi có, mẹ tôi có ấy, thì là gì? Thì là thì lúc đó là sẽ là sử dụng cái cấu trúc trong tiếng Nga là u ca vô đấy, u zen người, u pa với u mà mới, u student tập, u vra cha, u sinh đấy. Đó em chưa đấy. Hiểu rồi gì đấy. Vậy thì đó là cái cấu trúc u ca vô đấy, u brata đấy, ví dụ vậy. Đó là cấu trúc sử dụng ở cách hai đấy. Thế bây giờ cái ý nghĩa thứ hai mà nó chúng ta phải sử dụng ở cách hai đấy, đó là gì nào? Mình sẽ nói nhé. Mình sẽ viết nhé. Cách hai, cách hai, đúng không? Hay là danh từ cách hai đấy, danh từ cách hai đứng sau từ nhiệt đấy. Sau sau từ nhiệt đấy, sau sau từ nhiệt đấy, nhiệt 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 đấy, sau từ nhiệt. Sau nhé thì mình phải dùng cách hai đấy. Ví dụ tôi không có em trai. U mì nhà nhiệt brat ta, cách hai mà đấy. Tôi không có vợ. U mì nhà nhiệt đấy, đấy nhiệt rê nười đấy, cũng nhớ nhớ rê nười đấy. Tôi không có con. U mì nhà nhiệt dễ chi, dễ chi khi sang cách hai thì gì, thành dễ chê đấy. Mình nhà nhất đi chê, đi chê đấy, mình nhà nhất đi chê đó em nhớ. Thế vậy thì cứ sau nhất thì là chúng ta phải dùng ở cách hai đấy. Cách hai. Đấy, ở cách hai đấy. Đấy. Đó. Thế bây giờ nói là gì, ví dụ một cái câu khác là gì nào. Em gái tôi không có, em gái tôi không có chồng, ví dụ thế đấy. U g u c strý đấy, u c strý là em gái đấy. U c strý nhiệt mu mu, đây là giống đực. Sang cách hai thì là gì, rà đấy. Đã đúng không đấy, em có khái niệm rồi, nhưng mà là gì, là em phải nghĩ để em biến đổi thôi đấy. Thế lần sau em học thuộc thì em không phải nghĩ nữa đấy. Brata đấy, nhét brata, nhét tu gen người, nhét tu mù ra đấy. Đó. Đúng không? Đó, mình cứ học thuộc nó đi thì là gì? Mình khỏi phải biến đổi. Đúng không nào? Vậy thì cái ý nghĩa thứ hai của nó là gì? Là đứng sau từ nhét đấy. Bây giờ là ý nghĩa thứ ba. Ý nghĩa thứ ba. Ý nghĩa thứ ba. Đúng không? Đúng không? Danh từ cách hai đứng sau các từ, đứng sau các từ đấy. Vậy các từ gì? Monoga đấy, mala đấy. Đấy, monoga mala. Cái gì nữa? Skolika đấy, skolika đấy. Một số cái trạng từ đấy, một số cái trạng từ đấy. Rồi là sau số từ gì nữa, sau số từ từ 5 cho đến 20 đấy, từ 5 đến 20 thì nó phải ở cách hai em nhỉ. Cách năm, cách hai số nhiều đấy. Thì vậy thì trước đó thì phải là gì, từ 2 cho đến 4 đấy, 2 3 4 thì cách hai số ít, và 5 cho đến 20 thì cách hai số nhiều đấy. Đúng không nào đấy. Thế bây giờ chúng ta ví dụ nhá, sau từ mono cả đấy. Dom, dom là danh từ chỉ ngôi nhà đấy. Bây giờ nói nhiều ngôi nhà. Monoga đa một, monoga đa một đấy. Vì nếu đã gọi là nhiều rồi thì nó phải là danh từ số nhiều chứ, đúng không đấy. Bây giờ có nhiều thầy giáo, u chi triển. Thì có nhiều thầy cô giáo. Monoga u chi triển lệ
mà nó gói chi chín Chị. liền đấy, mà nó gói chi chín liền Dạ. đúng không? Đấy Dạ. đó. À thế bây giờ sinh viên student tỷ đấy, sinh viên tỷ, bây giờ nhiều nhiều cậu sinh viên много студент tập, много студент tập đấy, много студент tập yeah. À đúng không? Đấy đó. À thế bây giờ ví dụ khác nào. À tiền, деньги, деньги là tiền, có nhiều tiền yeah. Много деньги, деньги nhiều, много деньги đấy. À đó. À yên ghi thì là số nhiều đấy, nếu muốn nói là nhiều tiền, có nhiều tiền thì phải là một nốt cái tiền nhẹ đấy, một nốt cái tiền nhẹ, một nốt cái tiền nhẹ. À em hiểu chưa? À đấy. À ta bây giờ chúng ta có từ machine nè, machine nè, machine nè, nguyên tắc khi sang cái hai số nhiều thì sẽ mất a đi đấy, thành machine đấy. À chúng ta sẽ nói một nốt cái machine, một nốt cái machine đúng không? Mà nói cái machine là đó, chúng ta cứ ngồi như thế biến đổi thôi đấy, biến đổi. À bất cứ một danh từ nào chúng ta cố gắng chuyển luôn nó sang cách hai đấy đó. Thế là em thử lấy một cái ví dụ gì nè, một cái danh từ gì nào để chúng ta sẽ biến nó sang cách hai nè. Từ ta vàng hả? Ta vàng, ta vàng, ta vàng đấy, ta vàng đấy. À ta vàng khi sang số nhiều sẽ là ta vàng gì. À thế bây giờ chúng ta sẽ nói một monoga, monoga ta vàng gì nào? Rập. Mình nói cái ta và rập đấy, mình nói cái ta và rập. À đúng nhỉ, mình nói cái ta và rập. À bây giờ chúng ta có từ client, client đấy, số nhiều là client từ, bây giờ nói có nhiều khách hàng. Xin vút nha, hôm nay có nhiều khách hàng. Mình nói cái client tập đấy, mình nói cái client tập, mình nói cái client tập đấy đó. Thế vậy thì qua đấy thì là hôm nay là em đã biết có cái khái niệm thế nào là biến đổi rồi đấy. À, và đây là ba cái trường hợp mà người ta dùng với lại cách hai đó. Tất nhiên còn nhiều trường hợp nữa đấy, có thể trường hợp đấy sử dụng với danh từ, à với động từ đấy, có một vài động từ mà nó đòi hỏi phải có ở cách hai đấy đó. À, thế thì vậy thì đây là ba cái ý nghĩa mà người ta sử dụng nhiều nhất đấy, nhiều nhất đó. Thế động từ nó chỉ có một vài động từ thôi đấy đó. Thế vậy sau từ manager này, maler, skunker này, 2 3 4, ví dụ tôi có hai cái gì đó thì là ở cách hai số nhiều đấy. À cách hai số ít đấy, từ 5 đến 20 thành cách hai số nhiều đấy đó. Những cái này thì chúng ta học số từ chúng ta biết rồi đấy. Đã nó khrasho. Thế như vậy bài học chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây nhé đấy. Đấy đến hôm sau chúng ta sẽ lại xem tiếp phần cách hai của chúng ta. Cảm ơn em và chúc em nghỉ ngơi tốt nhé. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. À chào em. Paka paka.